Vân Lan Cường Thúy xin chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay là phiên ngày 8 tháng 11 năm 2019. Sáng nay thì em có một số cái mã trâu hàng đây này, hàng kg nhá, hàng cây to nhá cả nhà nhá. Ngoài ra thì cái hàng thuần, hàng thái này, hàng trâu thái này, hàng rừng thuần em cũng còn rất là nhiều. Cái số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ Vườn Lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Bên cơ sở Lan nhà em thì có nhận ship code toàn quốc nhé. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền ạ. Đối với những cái đơn hàng từ 2 triệu trở lên thì các bác vui lòng cọc trước cho em một chút ạ. Nghĩa là cái hình thức chuyển cọc tiền thì mọi người có thể chuyển khoản, cũng có thể là mọi người cào cho em một cái thẻ điện thoại 200k nhé. Còn em sẽ nói qua một chút về cái phí ship ở bên em. Phí ship bên em thì đối với cái khu vực miền Bắc, riêng khu vực miền Bắc thì sẽ đồng giá 40.000 cho 3 cân đầu tiên. Từ cân thứ tư trở đi thì cộng thêm 10.000 một cân. Còn về khu vực miền Nam, miền Trung là đồng giá 40.000 cho 2 cân đầu. Từ cân thứ ba trở đi cộng thêm 14.000 một cân nha các bác nhá. Đây này, đây toàn bộ là những cái mặt hàng đang có sẵn tại vườn nhà em. Em quay thực tế luôn tại vườn nhá. Đây cái hàng em đang quay đây, nó là cái hàng xổ số nhá, hàng chậu 2 cây này, xổ số chậu 2 cây 290k cho một chậu. Cái cây này thì nó chỉ có cái lá như này thôi. Em nói nhá, em quay sát luôn cho mọi người xem, nó chỉ có cái lá như thế này thôi nhá. Lá rất là căng, rất là căng, cây cứng cáp khỏe nhá. Đây nó là cái mặt hàng hoa tết. Mặt hàng hoa tết này. Bảo hành luôn cho mọi người là nó sẽ có hoa trong năm nay. Nên là các bác cứ yên tâm là không sợ là nó tịt hay là nó xịt, nó không ra hoa nữa. Về cái cây này thì em cũng nói như ở những video trước là em có hai kiểu. Một là cái chậu nó hai cây nó đều nhau này, một là chậu hai cây dạng mẹ con thế này. Trung bình một cây của nó thì nó sẽ dao động khoảng từ 2,5 cặp đến tầm 4,5 cặp nhá. Vì sao lại có 2,5 cặp? Vì là đối với những cái cây như này này, những cái cây nó nhỏ nhá, ví dụ như kiểu cây con ấy, cây con thì nó chỉ có 2,5 cặp thôi, thì bù lại là cái cây mẹ của nó thì nó phải có khoảng tầm 4,5 cặp nhá các bác nhá. Còn lại đều những cái cây đều nhau thì nó cứ trung bình nó được khoảng tầm 4,5 cặp. Hàng quay trực tiếp luôn nhá. Cái mặt hàng này thì là có khoảng tầm 20% cây là nó đã nhú nụ thôi, còn lại là 80% là nó chưa nhú nụ nhá. Nó chưa nhú nụ chứ không phải là nó không nhú được nụ ạ. Chắc chắn là nó sẽ cho hoa nhá, đảm bảo luôn. Mọi người cứ yên tâm ạ, nhà em bán hàng đây là phải giữ uy tín nhá, không dám nói láo nhá. Đây này các bác nhìn này, toàn bộ đều là hàng lá xếp nhá. Mặt lá xanh mướt luôn. Căng bóng luôn nhá. Đây mọi người nhìn này. Lá rất là căng luôn. Đối với cái mặt hàng này này, khi mà các bác nhận hàng đấy ạ thì là do là trong cái quá trình vận chuyển đấy thì là phải đóng thùng. Thì khi mà các bác nhận hàng thì các bác cứ bỏ ra ngoài cho em một ngày, đến ngày hôm sau thì mọi người phun nước cho em, phun sương sương thôi. Và đặc biệt là đây này, ui em nhìn một cái nó nụ nụ này, đây này nụ nhá. Đặc biệt là mọi người không được tưới đẫm ạ, tưới đẫm thì cái nước nó sẽ đọng vào cái kẽ lá, như thế thì nó sẽ gây đến tình trạng thối nhũn nhá. Đây này, vừa sờ vào phát cái cây nó có nụ này. Hàng rất là đẹp nhá, nhân mang luôn. 290 cho một cây, 290 cho một chậu 2 cây ạ. 290 cho một chậu 2 cây này. Còn đây, em sẽ nói qua một chút về cái hàng hồng cánh sen. Hồng cánh sen của nhà em là 200k cho một chậu nhá. Hôm nay ở chỗ này nó nắng, nó quay nó hơi sấp bóng đây. Mọi người nhìn cái rễ nó ra này, rất là khỏe nhá. 200k cho một chậu cây hồng cánh sen, bảo hành mặt hoa. Một cây như này thì nó sẽ trung bình có khoảng tầm 4,5 cặp nhá. Trung bình khoảng tầm 4,5 cặp. Và không có lá mít, chỉ có hàng lá kiếm như này thôi các bác này. Hồng cánh sen thì nó cũng như cái này là có một số cây thì đã nhú nụ, còn một số cây thì nó chưa nhú nụ nhá. Nghĩa là cái đợt ra hoa của nó sẽ dao động trong khoảng tầm tháng 11 đến tháng 2 âm lịch đấy ạ. 200k cho một cây hồng cánh sen. Còn đây nó là cam lửa nhá. Màu cam lửa của nhà em này, mọi người nhìn cây như này này. Có 220k cho một cây thôi, trung bình một cây thì nó có khoảng tầm 4 cặp lá, dao động trong khoảng 4 cặp đến 5 cặp. Màu cam lửa nhá. Và cái mặt hàng này thì là gần như là toàn bộ ạ. Em nói gần như là toàn bộ nhá. Nó đã có nụ hết rồi này. Cây rất là chắc khỏe nhá. Đối với cái mặt hàng này thì nhiều bác hỏi em là về để nguyên này chơi à hay là ghép thế nào. Thì đây ạ,
tùy vào sở thích của mỗi người nhá, về mọi người để nguyên thế này cũng được nhá. Thì mọi người làm ra một cái móc treo lên, hoặc là các bác muốn thay chậu, muốn sang chậu ấy ạ, thì các bác để nguyên như này, để nguyên như này cho em nhá, vì là nhiều khi là cái rễ nó ăn vào cái chậu rồi mình sợ tách ra thì nó sẽ chết, thì nó sẽ chết cây nhá. Các bác để nguyên này, các bác đặt vào chậu cho em thêm một ít giá thể rồi nhá, cố định cho em. Cam lửa này, cam lửa là 220k cho một chậu. Trung bình một cây này nó sẽ dao động từ 4 đến 5 cặp lá, trong khoảng 4 đến 5 cặp lá nhá cả nhà nhá. 220 cho một cây. Và cái mặt hàng này thì em không có lá mít, chỉ có lá kiếm này. Quay rõ, quay chi tiết cho mọi người nhá. Nhiều khi là quay sát quá để cho mọi người nhìn rõ cái mặt lá, nhìn rõ cái nụ thì lại thành ra cái cây nó to, siêu to, nên em sẽ bỏ xa xa này cho mọi người nhìn thực tế cái cây này. Và cây nó cũng nói chung là nó trong cái khoảng vừa tầm, nó không to mà nó cũng không nhỏ nhá. Đây nhá các bác nhá. 220 cho một cây cam lửa này. Sang nói qua một chút về cái hàng sổ số của nhà em nhá. Đây này, sổ số này thì là nó chủ yếu là màu đốm này, bò sữa này, sắc pháo này, 200k một cây này. Trung bình một cây này nó sẽ dao động từ 4 đến 5 cặp lá cả nhà nhá, 4 đến 5 cặp lá. Đây, hàng này thì hầu như là 100% các cây nó đều đã có nụ rồi. Đây này mọi người này, mọi người nhìn rễ này, cây này rất là khỏe nhá, 200k cho một cây thôi ạ. Và các bác lưu ý giúp em là toàn bộ cái giá em báo ra là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Đây nhá, gần như là 100% nhá, gần như là 100% các cây nó đã có nụ rồi ạ, đã nhú nụ rồi nhá. Đẹp chưa? Cây rất là đẹp nhá, rất là khỏe nhá. 200k một cây. Bây giờ thì em sẽ đi sang cái hàng kg của nhà em một chút. Cái chậu kg cây to nhà em hôm nay có tất cả là 10 mã cả nhà nhá. Đây này mọi người nhìn này, cây rất là to luôn. Nó sẽ dao động, một cây của nó sẽ dao động tầm từ khoảng 5-6 cặp lá đến 8-9 cặp lá nhá các bác nhá. Rất là to luôn nhá. Đảm bảo luôn là các bác không mua đâu với cái giá rẻ thế này đâu ạ. Em bán có 500.000 một cân thôi. Đây này, cái mã số 1 này, hai cây nhá, siêu to luôn, có 900.000 này. Em xem cây này bao, 2-4-6-7 này, 2-4-6-7, 7 cặp lá này. Một con này 7 cặp lá này. À, em cũng nhắc nhẹ một chút là cái mặt hàng này của em này lá nó sẽ không được đẹp xuất sắc đâu nhá. Không được đẹp xuất sắc đâu ạ. Thi thoảng này nó sẽ có một chút lỗi lá, nhưng mà là lỗi không đáng kể nhá các bác nhá. Hai cây này 7 cặp lá này. Cây này xem là có 2 4 5 một bên 5 lá, một bên 2 4 6 8 lá. Một bên 5 lá, một bên 8 lá nhá. Riêng đối với cái mặt hàng này thì 100% các cây nó đều đã nhú nụ này, vì cây của nó cực kỳ to nhá mọi người nhá. Đây này mọi người nhìn cây này, nụ này. Còn đây nó là cái vòi hoa cũ nhá. Đây nó là cái vòi hoa cũ này. Đấy, vứt ra thôi. 900k cho mã số 1, hai cây này. Trung bình nhá, hôm nay em bán những cái cây này trung bình nó sẽ dao động khoảng từ 300.000 một cây thôi ạ. Sang mã số 2, hai cây 700 này. Đấy, hai cây 700 nhá, cây to đẹp luôn. Cây này còn cái kiểu lá xoắn này, kiểu lá xoắn nhá. Đây này, lỗ một chút ở đầu lá này. 245, 5 cặp lá rưỡi nhá. 5 cặp lá rưỡi một cây, 5 cặp lá rưỡi này. Một cây thì được 2468, 2467. Một cây thì là 7 cặp lá rưỡi, một cây là 5 cặp lá rưỡi à. 700k này, trung bình có 350 một cây thôi. Toàn bộ là hàng lá xếp nhá mọi người nhìn này. Xếp chân rét luôn nhá. Xong mã số 3. Mã số 3 là mã 3 cây, 1.1 triệu nhá. 1.1 triệu này. Ôi giời ơi, thật sự là quá đẹp luôn này. Toàn là hàng lá xếp thôi. Con này có 2468, 2468 8 cặp lá này, một con 8 cặp lá này. Một con là 245 này, 246, một con 6 cặp lá rưỡi này. 246 này. 246 này, 6 cặp lá rưỡi này. Toàn là cây to nhá. Lá xếp này mọi người, toàn là cây xếp chân rết nhá. Đẹp chưa? 1.1 triệu 3 cây này. Đấy, trung bình ra có hơn 300.000 một cây thôi, một cây rất là đẹp luôn. Sang mã số 4 này, 3 cây 900, trung bình là 300 một cây này. Mọi người nhìn này, 2 này, 4 này, 6, 7 này, 7 cặp này, 7 cặp này. Đây nhá, 7 cặp này. Con số 2 này, 2, 4, 6 cũng là 7 cặp này. 6 cặp lá giữa đây, con này thì nó bị rách này, rách lá nhá, rách lá nhá. Đây, 900k, mã số 4 này. Sang mã số 5. Mã số 5 2 cây 700 nhá. 2 cây 700 này.
Đây mọi người nhìn hai con này là hai con dáng dừa nhá, lá xếp này mọi người nhìn này. Xếp nhá, con này xem là có bao nhiêu cặp, là 2 4 6 8 cặp. 2 4 6 8 cặp, hai cây. Hai cây đều là 8 cặp lá nhá. Nó có 700.000 tính ra có 350 một cây thôi. Quá là rẻ luôn này. Mà hàng nhá, hàng này thì nó ra nụ hết rồi, 100% nó đều có nụ hết rồi nhá các bác nhá. Tiếp theo là xong mã số 6 ạ. Mã số 6 3 cây 550 này. Ủa rẻ chưa? 3 cây mà có 550. 1 này. 2 này. 3 cây. 550k đây này, mọi người nhìn vào cái nụ này. 3 cây 550 nhá, mã số 6. Toàn bộ đều là hàng cây to thôi. Nên nó nặng lắm. Mã số 7 của em là mã 5 cây, 800k này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 cây 800 nhá. 5 cây 800 này. Tiếp theo mã số này là mã số 8, mã số 8 này là mã 1 cây nhá. Mã 1 cây này, 500k này. Đây, mọi người nhìn con này to cực kỳ luôn này, em đếm nào. 2 4 6 7 cặp lá, 2 4 6 7 cặp nhá, con này 7 cặp lá này. Bị vỡ một chút là giữa lá nhá. 500k thôi cả nhà ơi, 500k con này. Siêu rẻ này, mọi người nhìn cái hoa của nó, cái vòi hoa của nó lên nhá. Tương đối dài rồi đấy. Tiếp theo sang mã số 9 ạ. Mã số 9 là mã 1 cây. Con này là con lá xếp 550 này. Đây mọi người nhìn này. 2 4 6 7 2 4 6 7 7 cặp lá nhá. Con này có 7 cặp lá này. Con này là con sắc pháo nhá. Con này đây này, nó ra một sắc pháo này. 550 nhá. Mã số 9 550 này. Sang mã số 10, cái mã cuối cùng của cái phiên châu to này nhá. Mã số 10 này của em 2 cây này. Úi dồi ôi, trung bình có 500.000 một cây mà mọi người nhìn cây to cực nhá. 1 triệu 2 cây này, có 2 4 6, một cây 6 cặp lá. Một cây 2 4, hai cây đều 6 cặp lá hết nhá, nhưng mọi người nhìn cây của nó rất là to. Bản lá này mọi người nhìn, so sánh luôn bản lá cho mọi người này. Đấy, to chưa? 1 triệu thôi, có 1 triệu 2 cây thôi, trung bình 500k một cây nhá. Đấy, tất cả là 10 mã nhá, 10 mã châu to này. Đây, cái hàng rừng nhà em nhé, nói qua một chút về hàng rừng. Đây nó là cái cáo lá xếp này. Cáo lá xếp em bán là 220 cho một chậu. Trung bình một chậu như này nó có khoảng 3 thân. Và mỗi một thân thì nó sẽ dao động từ 3 cặp lá. Dao động từ 3 cặp lá trở lên nhá các bác nhá. Đây, cáo lá xếp. Hàng này là hàng thuần vườn nhá. Sơn thủy tiên này. Đây là sơn thủy tiên chứ không phải hoàng lạp nhá. Nhấn mạnh cho các bác đây là sơn thủy tiên này. 340 cho một giò sơn thủy tiên. Đây mọi người nhìn này, cái củ nó rất là to nhá. Mọi người nhìn củ là có thể phân biệt được luôn nhá. Sơn thủy tiên này. Và cái mắt hoa, cái bông hoa của nó ấy, cánh hoa của sơn thủy tiên nó sẽ dày hơn cánh hoa của hoàng lạp. Và cái bông của nó sẽ dài hơn nhá. 340 cho một chậu sơn thủy tiên như thế này ạ. Rất là đẹp luôn. Đều tăm tắp luôn này. Hoàng hậu nâu của nhà em này. Đây là hoàng hậu nâu nhá. 130k cho một chậu hoàng hậu nâu. Một chậu này thì nó sẽ có khoảng 3 tép nhá. Một chậu hoàng hậu nâu lá lụa này. Lá rất là mềm luôn, sờ đúng như lụa luôn nhá. Có 3 tép. Hoàng hậu nâu 130k. Còn đây là hoàng phi hạc ạ. Hoàng phi hạc thì em bán là 200 cho một chậu nhá. Cái hoàng phi hạc thân mía thuốc này. Cái này nó là hàng hoa Tết cho nên đang xuống lá trào hoa nhá. Đây, ở nhà em đang có sẵn một cái mặt bông của nó đây này. Bông này bông bói này. Đây này. Mặt hoa của nó đây này các bác này. Đây nhá, khi mà cái bông hoa nó nở hết tầm ấy ạ, thì chỗ này nó sẽ đổi màu sang đổi màu vàng nhá. Cái màu xanh này sẽ đổi thành màu vàng cái này mọi người nhìn này. Bắt đầu đang lan lan vàng rồi nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Phiên hôm nay thì em có tất cả bằng đấy cái mặt hàng nhá. Nên là mọi người có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 giúp em ạ. Ở đây thì em xin phép dừng video. Em chào các bác ạ.